Ok, hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh Sparta này. Mình chơi tiếp tục từ game Dark Souls này. Bữa vừa rồi mình có tới tiêu diệt con sói. Giờ mình tiếp tục đi tới lâu đài Osiris thôi. Ai, yêu vương Osiris. Yêu vương đấy chứ. Những giống chó vãi. Bữa mình có mở ra một cái cánh cửa đi xuống. Chị đi sao nào? Những tàn hỏa lưu lại bên trong. Yêu vương ngửi. Đây, bữa mà chết. Nó dứt nó xong. Chị đi xuống đây á. Mấy chờ ta. Ok. Đi xuống cái này, lũ này tồn tại qua 1000 năm rồi. Từ thời đất sau 1 thôi trừ, hay là một yêu quái dò bỏ. Phải dán chứ. Trừ có một con còn sống. Bột. Mày nó đánh nhanh vãi. Nhanh vãi. Đứng ở gần nó đánh không kịp. Cái đầu nhanh vãi cả ra. Đây chắc phải cầm 2 cái rìu. Đây là một cái thằng hiệp sĩ trong một phần của loài rồng. Đi vào đây mình lấy cái hòm này trước đi. Long lân thiết thạch. Đây mình lấy sẽ có một biểu tượng là của long đạo. Ok. Đây, trên này có một cái hòm nữa. Và trước mặt cái hòm này là một cái Edison World. Đây. Ok. Nhảy xuống như này có một cái bonfire. Vô duyên mộ địa. Đốt bonfire. Xuyên tán chất thạch. Có gì không? What? Có con gì kia. Lấy cái này. Nó nói gì à? Bố mày bữa hết. Sụp quá này. Đấy. Rá. Sụp quá. Rá này. Rá. Rá này. Rá này. Nhẫn cho Etos. Này có một cái nhẫn. Bọn này chắc hậu bằng hậu thánh đức chúa trời. Nó có cái diễn sáng thế kìa. Ủa? Lại thêm một cái cốc. Này như dưới khu lăng mộ. Bước vào đây. Mày đánh tao 2 phát rìu mà không chết. Hai phát rìu. Hai phát rìu bổ mà không. What the hell. Không để ý máu cho lắm. Okay. Mình cầm 2 tay quạt qua bên. Xịt nhá. Châu chó hả mày? Này có gì? Có đồ luôn. sao mà. Một cái tiếng thật khối. Như có đi thẳng không? Này còn đường đi không? Còn đường đi. Từ cũng lầy. Ồ, con gì kia? Rồi mày. Đau mày. Đau mày. Đau mày. Đau mày. Đập như đập rồi. Có đây không? Câu ăn. Câu ăn mày. Mày hack rồi. Cứ đi thẳng thôi. Cái này như đập rồi. Này xong phải. Có chỗ đường. Mày núp đó hả mày? Đấy là nãy giết con sói mà không gặp nó. Có thùi thế. Ủa? Toàn bộ không? Ê. Ăn phát. Mày ngồi đó thì mày ngồi đi. Nào bắn tao nữa. Ăn một rìu. Cái chỗ này giống cái chỗ mới đầu vô game. Đi đốc luôn. Bí tàng chúc phúc. Nào như nào. Chỗ này vô một boss. Đầu game mà không dính đâu mày, không dính hả mày? Đây có cửa bằng đóng, mày vô đánh bốt. Mày rút kiếm nè, mày 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 này. Ăn cái này xong mày xong nổi. Đơn giản thế. Kiếm hắc kỵ sĩ. Có cửa này. Chỗ này là khu vực đầu tiên. Ý đúc luôn. Sao mà xung quanh nó tối thui thế? nó đi qua hướng này. Từ nha. Đứng đây trước nấp. Quay lại tiêu diệt. NPC rồi. Đồ trên nó có đồ. Mày cầm riêng. Cái gì ghê thế? Không hiểu sao không có thằng nào ở đây hết. Đi lại cho cũ. Nhân nào. Cho nên thổ túi khá đắt. Trên kia có delay được không? Kìa nó lại sáng mà. Đi vào cửa này, quanh lên một cái món item bên đây. Nó lấy gì nhỉ? Lấy rồi sao? Lấy trầu. Bị đánh với những thằng mạnh. Mày chém tao, tao chém mày luôn. Nghe tiếng chân ở đâu? Mẹ. Mày. Mày hắt tao lên. Vì sao xuống như này? Ủa? Nhà mình mà. Ủa alo. Đồ ai đây? Lo toàn phá kiến. Nhân di hôn. Lại lên đây nhỉ. Đi ngược ra ngoài đi. Ủa, chỗ này láo thợ rèn. Well, fancy that a lost lamb wandereth well, thou shouldst what can be. Ủa, bà vẫn bán vật phẩm này. Best not tell her. Lão này bất tử rồi. NPC chết hết. Như khu lăng mộ. Đau mày. What the hell? Đéo đánh đúng không? Mẹ gõ đéo lách luôn. Cái này đánh chậm quá. Đi lên trên. Mày tao đi. Không động giao nhăn. Không cho đi vào đây. Tiếng té sắp mặt. Hôm nay có cửa không? Đi vào trong cánh cửa thôi. Ngược lại rồi. Trong này xuống như này cho cốt vong giả. Này có một cái Ashen One. Đôi mắt của họ phụ nữ. Này có được lên. Ok rồi đó. Mình sẽ chơi về. Đậu cái mình mới lượm. Mới lượm cái đồ ở đây. Á nhầm. Thằng điện chứ. Lại thế giới thật của mình. Đưa cho mắt, đôi mắt bỏ phòng. Giao đôi mắt vô. Yeah. Ashen One. Đây là đôi mắt. Đa tạng định là vật mà họ không tự đã bắt mắt. Very well, then take note. Farewell, Ashen One. Để đưa cho bà này. Giao cho cốc. Grace last I only. Gracious let the I own. Ashen One. Be sure to bring more souls. Mà bán cái gì? Gã chú thạch. Phi dao đập. Ashen One. Okay, you more. Bán cái đồ gì mới. Budia. À cái thằng này mới chém xong. Ashen One B. That is good, wasn't he? Hắc đào. Kiếm này lên được mấy? 10. Chuồng Stone Ruler. Quang đại kiếm. Be careful, I don't. Okay.